Xin chào mọi người, hôm nay một gói... Xin chào mọi người, hôm nay mình có một ý tưởng vui như thế này. Đó là làm full ổ đĩa C trong vòng 10 giây. Thì đây là ổ đĩa C của mình ha. Đây, ổ đĩa C của mình đây. Có nghĩa là vẫn còn 60 GB nữa thì mới full được ổ đĩa C. Thì thay vì mọi người nghĩ đó là tải nhạc hay là tải phim hay là tải những cái ứng dụng thật là lớn về. Nhưng mà những cách đó thì không thể, đúng không? Tại vì tải về mình sẽ mất một khoảng thời gian để tải về rồi. Thì hôm nay video này mình sẽ làm cho full cái ổ đĩa C này chỉ trong vòng đúng 10 giây thôi. Thì với cái ý tưởng này của mình thì các bạn có thể sử dụng nó để đi kiếm một ly cà phê hay một chầu nhậu nào. Thì thách thức với bạn bè của mình á, nên nhớ là đừng có đụng bô những nên nhớ là đừng có đụng bô những cái thằng công nghệ thông tin nhé, các bạn sẽ thua đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Các bạn cùng đếm nhé. Ok, xong rồi. Đấy, các bạn xem nè. Nhanh không? Nói chung là... Các bạn thấy không? Chỉ trong vòng 10 giây thôi thì mình đã có thể hoàn thành được làm full nổi đĩa C. Nói chung là video này chỉ mang được một cái ý tưởng vui cho các bạn thôi. Mình cũng không có ý đồ gì. Nói chung là video này chỉ là mang đến cho các bạn một ý tưởng vui thôi, để hiểu thêm về cái cách set RAM ảo. Thì cái RAM ảo của mình á, là phụ thuộc vào ổ đĩa C này nè. Thì nhiều bạn không biết, ví dụ như máy tính của mình chạy chậm quá hay gì đó, hay chơi game không có mượt, hay là những ai mà đào Bitcoin chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ biết những cái phần này. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công.